rằng là chúng ta có thể làm được rất nhiều những món ăn ngon từ rau sạch, những món ăn tốt cho sức khỏe cho những người thân yêu của mình trong gia đình. Và ngay sau đây thì Hồng Hiếu sẽ giúp quý vị thao tác nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một hộp sản phẩm như thế thưa quý vị, và với dung tích của sản phẩm này là 6 lít sẽ cho chúng ta có được cái lượng giá tối đa là 1,5 đến 3 kg thưa quý vị. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cho vào đây, mở nắp ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là bên trong có gì ạ? Đây, một cái không gian rất là rộng lớn đúng không nào? Chúng ta sẽ cho đầu tiên vào đây đó chính là một tấm phên, và xin được lưu ý quý vị rằng là với những tấm phên này đầu tiên thì chúng ta sẽ lưu ý là sẽ có 4 cái g. Chúng ta sẽ cho 4 cái g này chỉ lên trên như thế thưa quý vị, và sau đó thì chúng ta sẽ lắp đặt vào. Đây, một cái thiết kế rất là thông minh khi mà chúng ta có một cái tay cầm để nhẹ nhàng ấn xuống đúng không ạ? Và với một cái khoảng cách rất là thông minh thì chúng ta sẽ có thể thấy là một cái khoảng không thoáng bên dưới là 1,5 cm, giúp cho nước luôn được thông thoáng và cái môi trường bên trong luôn được thoáng khí. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ ngâm đậu và cho đậu vào đây, và xin lưu ý quý vị rằng là lượng đậu vào đây thì chúng ta có thể là cho từ 100g đến 300g, và tốt nhất là chúng ta nên ở cái độ khoảng là từ 200g thưa quý vị. Và với đậu xanh, đậu lành hoặc là các loại đậu mà chúng ta muốn trồng giá thì một điều lưu ý quý vị rằng là chúng ta nên pha với nước sôi, thì chúng ta sẽ cho vào cái lượng này là 2 phần và nước lạnh là 3 phần thưa quý vị. Và chúng ta sẽ ngâm một khoảng thời gian là khoảng từ 25 đến 30 phút để cho những cái phần hạt này được kích thích đẩy mông, và sau đó thì chúng ta sẽ rải vào trong cái tấm phên này. Và quý vị lưu ý là chúng ta nên rải đều để cho cái lượng giá của chúng ta, những cái hạt đậu có được một cái môi trường tốt nhất để phát triển quý vị nhé. Và sau khi mà đã cho đậu vào rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng một cái tấm phên nữa, và quý vị lưu ý rằng là với tấm phên này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái đường kẻ như thế này, và chúng ta phải đặt những cái đường kẻ này song song với những cái khe hổng ở bên dưới. Và tiếp tục Hiếu sẽ lật xuống bên đây này, rất là đơn giản không nào, và cho vào đây thưa quý vị, một thao tác rất là đơn giản và nhẹ nhàng ấn nhẹ xuống. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một tấm phên nữa, và lưu ý rằng là tấm phên này chúng ta cũng phải là đặt chiều song song với lại những cái đường kẻ ở bên dưới thưa quý vị. Và mục đích của việc đặt song song này thì sẽ tạo cái sự thông thoáng và tránh được cái côn trùng có thể là xâm nhập vào đây. Ấn nhẹ xuống như thế này thưa quý vị, rất là đơn giản đúng không nào. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ một cái công việc rất là quan trọng, đó chính là lắp cái phần thanh cố định vào trong đây. Với cái phần thanh cố định thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp vào như thế này thưa quý vị, này rất là đơn giản đúng không nào, gắn chặt vào đây. Và Phương Thảo có biết mục đích của việc mà lắp những cái thanh mà cố định này làm gì không nào? Chúng ta sẽ tạo cái độ nén, bởi vì với những cái loại giá đỗ thông thường thì nếu mà chúng ta không có một cái độ nén thì sẽ làm cho giá đỗ của chúng ta nó sẽ phát triển là đường thẳng và nó không có một cái sự bóng và mập đúng không nào. Và chúng ta sẽ đại lại như thế này, với giá đỗ thông thường chúng ta không được nén thì giá sẽ phát triển thành những cái sợi dài có lá bông và hơi bị đắng. Và sau đó thì chúng ta sẽ đậy nắp lại như thế này và chúng ta sẽ để trong bóng tối thưa quý vị. Và với cách chăm sóc và tưới nước như thế nào cũng rất là đơn giản. Phía trước thì chúng tôi đã thiết kế sẵn một cái lỗ thông khí như thế này thưa quý vị, mở ra cũng rất là dễ dàng thưa quý vị. Và mỗi lần mà chúng ta chăm sóc thì mỗi ngày chúng ta nên là tưới khoảng là 2 đến 3 lần nước thưa quý vị. Thao tác tưới nước cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần mở nắp ra và cho một cái lượng nước vừa phải vào trong đây. Và quý vị lưu ý là chúng ta nên đóng chặt cái khe ở phía dưới, và chúng ta sẽ cho một cái lượng nước vừa đủ vào đây và cho đậu được uống nước trong khoảng là 5 phút thưa quý vị. Đây. Vâng, và quý vị thân mến, quá trình của chúng ta vừa rồi hoàn toàn là một quá trình hô hấp yếu khí, có nghĩa rằng là chúng ta chỉ cần cung cấp lượng oxy và lượng nước vừa đủ cho sản phẩm của chúng ta thì tự thân những hạt bên trong sản phẩm đã tự nảy mầm và giữ nguyên vi chất dinh dưỡng đúng không ạ? Và sau 5 phút đợi cho cái phần đổ bên trong được ngậm hết nước thì chúng ta sẽ tháo cái phần gờ cao su này ra thưa quý vị, để cho nước bên trong được tổng đẩy ra hết bên ngoài. Và với một cái thiết kế rất là thông minh như thế này thì sẽ giúp cho nước không bị ùn ứ bên trong và làm cho phần đậu chúng ta bị úng hoặc là bị hư đi. Và sau 3 ngày thì chúng ta sẽ có được một cái thành phẩm rất là tuyệt vời này. Hoàng Hiếu xin được chia sẻ nè, đây chính là cái phần giá đổ mà Hoàng Hiếu đã chuẩn bị trước đó khoảng 3 ngày thưa quý vị. Và với những cái sản phẩm ngày hôm nay quý vị có thể quan sát thấy thế nào ạ? Rất là tươi và hiệu suất hoạt động thì cực kỳ cao thưa quý vị, 800 đến 900% với 200 hoặc là 300 đổ mà chúng ta cho vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra nha. Quý vị quan sát thấy rồi, chúng ta sẽ có được những cái đậu giá được trồng tự nhiên, và quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy được là nó có một sự khác biệt rất lớn so với những cái loại giá mà chúng ta mua ngoài thị trường, và được tẩm ướp những cái loại thuốc tăng trưởng. Rễ thì sẽ dài hơn và thân thì sẽ không quá tròn và không quá mập. Và bên cạnh đó thì quý vị thân mến,